Dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, song xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản của Đắk Lắk trong nửa đầu năm 2022 vẫn tăng trưởng ấn tượng, đạt khoảng 20.000 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, mặt hàng cà phê vẫn là ngành hàng chủ lực khi mang về nguồn thu lớn với 13.000 tỷ đồng, tương đương với 525 triệu đô la Mỹ, chiếm 70% doanh thu. Tiếp đến là cao su với trên 4.200 tỷ đồng, tương đương 180 triệu đô la Mỹ. Hồ tiêu đứng thứ 3 với 2.100 tỷ đồng, tương đương 90 triệu đô la Mỹ. Còn lại là các mặt hàng nông sản khác như mật ong, gạo, trái cây, rau củ quả. Nhờ các hiệp định thương mại như EVFTA, CPTPP, RCEP, UKFTA có hiệu lực đã mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu Đắk Lắk nói riêng và cả nước nói chung tiếp cận cạnh tranh tốt các thị trường lớn như EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Anh và các nước Đông Nam Á. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có công văn gửi các tỉnh, thành phố về việc phối hợp đăng ký thi tuyển lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc. Theo chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của chính phủ Hàn Quốc trong ngành nông nghiệp và ngư nghiệp. Theo kế hoạch, tổng chỉ tiêu tuyển chọn của cả hai ngành là 2.370 người. Trong đó, ngành nông nghiệp tuyển 1.285 người và ngành ngư nghiệp tuyển 1.085 người. Kỳ thi sẽ được tổ chức hai vòng, thi năng lực tiếng Hàn và kiểm tra tay nghề. Người lao động có thể chọn một trong bốn nghề để đăng ký, gồm chăn nuôi, trồng trọt của nông nghiệp và nuôi trồng, đánh bắt của ngành ngư nghiệp. Điều kiện tham gia chương trình là người lao động phải đạt độ tuổi từ 18 đến 39, không có tiền án tiền sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và chưa từng bị trục xuất khỏi Hàn Quốc. Trong 6 tháng đầu năm nay, nhờ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh được kiểm soát, các hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Lai Châu đã đi vào ổn định. Nhờ đó, tổng sản phẩm GDP của Lai Châu đạt gần 6.000 tỷ đồng, tăng trưởng 9,15% so với cùng kỳ năm 2021. Nổi bật nhất là các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp và xây dựng dịch vụ khi đều tăng trưởng dương so với năm ngoái. Hiện Lai Châu có 13.000 ha cao su, 8.500 ha chè, 4.000 ha chuối. Các loại cây trồng chủ lực này đã và đang là động lực giúp Lai Châu phục hồi sản xuất và xuất khẩu nhanh, qua đó tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng chục nghìn lao động địa phương. Từ năm 2021 đến nay, hơn 25 hectare rừng ngập mặn trên địa bàn xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Hà, tỉnh Hà Tĩnh chết không rõ nguyên nhân. Diện tích rừng bị chết thuộc 280 hectare rừng ngập mặn, có chức năng bảo vệ an toàn tuyến đê biển, bảo vệ nguồn lợi thủy sản quan trọng của địa phương. Theo chia sẻ từ người dân sở tại, rừng ngập mặn ở đây chủ yếu trồng các loại cây như mắm, đước, sú vẹt từ những năm 1994. Rừng ngập mặn phát triển là nơi cư trú của rất nhiều loại hải sản, giúp người dân nơi đây có thêm nguồn thu nhập từ việc khai thác tôm, cua. Việc rừng ngập mặn chết khiến bà con địa phương mất đi nguồn thu nhập. Bên cạnh đó, mất đi lá chắn bảo vệ mỗi khi mùa mưa bão tới. Ủy ban nhân dân xã Kỳ Hà cho biết đã cử cán bộ xuống kiểm tra, làm rõ nguyên nhân sự việc, nhưng đến giờ vẫn chưa có kết quả.